Sao Lan? Wow. Anh thấy em có vẻ hơi xúc động đúng không? Em rất là xúc động bởi vì là mình nhiều khi mình rất là tập trung ở trong cái giây phút này. Nhiều khi mình cũng sẽ không nhớ những cái thời gian và những cái giai đoạn mà mình đã trải qua. Và khi mà xem một cái video clip như vậy thì mình cảm thấy là wow, mình đã cùng nhau trải qua rất là nhiều.